không cần phải chép cái gì cả. Cô cho từ vựng rồi các bạn cứ chép từ vựng qua một bên, xong về nhà làm bài tập các bạn chép bài tập qua một bên. Mình luyện trên lớp rồi về nhà lại chép lại thêm bài tập, luyện bài tập nữa thì thế nào các bạn cũng nhớ được 50 đến 60%. Đó là khi mà các học qua học đi học lại mà nó quên ấy. Rồi, câu thứ hai. Cô có cho từ vựng là tê phiêu ha nương sang chinh. Tê phiêu ha nương sang chinh có nghĩa là gì đây? Cái gì đây? Tượng trưng của cái đặc cái mà ba tên tượng trưng ở đây, cho dù người ta hỏi dài như thế nào thì là gì đây? Cái tượng trưng cho cái nước Đại Hàn Dân Quốc, Tê Ha Minh Quốc. Tê Ha Minh Quốc thì mình nghe nhiều rồi đúng không? Nhưng khi người ta nói thêm một câu nữa, Tê Phiêu Ha Nương Sang Chinh. Đó. Xê Kê Cà Chi. Xê Kê Cà Chi là cho đến ba cái trở lên, y sang là trở lên. Khi người ta nói cái đó, đôi khi mình bắt từ mình không nghe hết đúng không? Mình không nghe hết câu, đôi khi người ta nói nhanh mình đâu có nghe hết câu đâu. Thì là mình bắt những cái từ vựng mình được học này. Ở đây người ta có cả câu, nhưng ở đây mình bắt được cái câu là T2 Minh Gúc. Một cái tiếp theo đó là T Phiêu Hoa Nhân Sang Chinh. Thì chỉ có là The Cookie nè, Mu Con Hoa nè, Hang Cưng và E Cúc Cà. Đó, đó là vì sao cô trích trong những cái từ vựng đó cho các bạn học trước. Để vì sao khi đi thi vẫn đáp là vậy đó các bạn. Làm sao mình hiểu được cả câu người ta nói được. Người ta nói nhanh đôi khi các bạn giỏi tiếng Hàn, người ta nói nhanh đôi lúc mình cũng không theo kịp. Cho dù là giỏi tiếng Hàn, chỉ khi mình bắt được từ thôi, bắt được những từ mình đã biết, những từ mình đã học rồi, mình bắt được từ và mình trả lời. Đó, rồi ở đây cũng thế. Người ta nhắc đến e cúc ca, xong người ta lại nhắc đến là gì đây? Trang Cúc Hành Sa Lam. Trang Cúc Hành Sa Lam là người soạn nhạc. Thì có phải nhớ trong đầu các bạn người soạn nhạc mình đã học rồi, người soạn nhạc là người gì đây? Người gì đây? Đây, An-ít-an-ít-thè. Đó, cho nên là bây giờ nguyên cái đoạn văn đôi khi người ta hỏi mình chỉ nắm được những cái từ vựng chủ yếu để mình trả lời. Đôi khi một câu dài quá, câu tiếp theo, ví dụ như câu số 4 này. Người ta nói xa qua y in chân, khoang bút chân tương, cắt chôn kỳ đi minh tương, từ đề, bu đưa nâng tề hang mình cúc e, cúc ca nâng mua xin nghỉ cá. Rất là dài, đúng không? Đây là cô đọc từ từ đó, đôi khi người ta đọc rất là nhanh. Thì bây giờ mình nắm ở chỗ nào đây? Ngày 3 tháng 1. Và ngày khoan bút chân là ngày gì? Mình học rồi trong cái từ vựng mình có. Là ngày gì đây? Ngày độc lập. Và kỷ niệm là ngày kỷ niệm. Đó. Thì trong cái đó, trong cái câu đó cô cho các bạn học từ vựng. Những câu nào cô trích ra những từ vựng nào? Là cho các bạn học. Đấy. Cái này quốc tịch nó không khó. Là khó cái từ mới mình chưa bao giờ sợ đến. Các bạn chưa bao giờ sợ đến những cái từ này. Cho nên nó rất là khó học, nó dài. Cho nên như thế, bằng cách mình phải nắm những cái chủ chốt như thế này này. Và thêm người ta tiếp gì nữa? Bu rư tạ là hát là gọi, đương nhiên các bạn là biết rồi. Những từ đó các bạn là biết rồi. Những từ trọng tâm này mà không biết nè. Đó. Và gì đây, thêm là tê hang min gúc cúc ca nâng mua xin nghỉ cá. Chẳng hạn, người ta nói một lọc như thế này, mình nghe làm sao kịp được. Đôi khi như thế, thì ở đây các bạn phải bắt từ này. Từ vựng nào ở đây mình học rồi này. Bây giờ khoan bốc chơi mình có, kia đêm in mình có này, ngày kỷ niệm này. Và ta hang min gúc tức là gì đây? Đại Hàn Dân Quốc rồi. Và cúc ca. Cúc ca thì là gì đây? Cái gì đây? Quốc ca. Cúc ca là quốc ca rồi. Thì bây giờ nắm từng đoạn này. Vào ngày 30, ngày gì đây? Tháng 3, ngày 1. Và những ngày kỷ niệm. Đó, kỷ niệm từng là những. Từ này thì đó, các bạn có biết rồi. Đó, cho nên là gì đây? Mình không thể nào mình học thuộc luôn cái câu hỏi mà không thể nào học luôn cả đáp án trả lời. Các bạn học như các bạn dở sách ra các bạn học đúng không? Mình học luôn câu trả lời, câu hỏi và câu trả lời luôn. Nó rất là đau đầu, đôi khi học quên mất. Thì ở đây, trước tiên cô cho các bạn học cái từ vựng để chủ yếu để tóm tắt ngay trong trường hợp, để mình có khả năng thứ nhất để mình bắt từ. Thứ nhất là mình bắt từ ngữ trong câu. Mình không nghe chọn một câu nhưng được bắt từ được một số nào để mình trả lời. Và nghe câu này thì bây giờ bắt từ nào đây? Khoang bút chân này, ki điên yên này, tê ha minh cúc cúc ca này. Thì chỉ có thằng nào đây? E cúc ca này thôi.
trong cái câu này như cô không, cô nói là đừng chép nha, câu này để là về nhà làm bài tập một lần nữa. Những câu này cô chỉ ghi là gì đây, những câu này còn đáp án ở dưới các bạn trả lời. Lên lớp thì mình luyện thôi, mình luyện nghe này. Bây giờ bốn câu này cô nhờ hai bạn, một bạn hỏi và một bạn trả lời. Bây giờ mình đọc không xuông thì các bạn đọc từ từ cũng được. Bây giờ khi nào đọc xuông rồi thôi, hai bạn đọc từ A tới B xong đổi ngược lại, một người hỏi một người trả lời. Đó, xong rồi cô sẽ cho thêm bốn câu tiếp theo hai bạn khác, bốn câu tiếp theo hai bạn khác. Hết rồi cô sẽ cho các bạn nghe trực tiếp luôn, người hàng hỏi luôn. Không phải là gì đây, không phải là các bạn hỏi nữa, mà các bạn sẽ được nghe người hàng hỏi. Cô gọi tên ai các bạn sẽ trả lời nha. Bây giờ trên bảng này các bạn, cô ghi như thế này các bạn không thấy một cái chữ nào hoặc là không nhìn thấy cái nào, các bạn bảo cô ghi lại ha. Còn trên bảng này nếu thấy hết thì cô nhờ hai bạn đọc trước cho cô, một bạn A và một bạn B, một bạn là người hỏi, một bạn là người trả lời, xong đổi lại. Đọc khi nào mà nhuyễn, liền khi nào mà nhuyễn thì thôi. Đó, đọc cái này một lần nữa nghe xong rồi nghe sao ha. Bây giờ cô cho bạn Tuyền đi. Bạn Tuyền với bạn gì đây, mấy bạn mới cho nên là cô chưa biết tên, đợi cô tí nha. Tuyền với bạn Nga Hà. Có bạn nào tên Nga Hà không? Rồi, hai bạn đọc cho cô, không thấy chữ nào bảo cô viết lại ha. Bây giờ một người ở vị trí là hỏi, một người vị trí trả lời, xong đổi lại bốn câu này. Cứ đọc từ từ. Nếu mà đọc chắc chỗ nào cô chỉnh chỗ đó. Rồi Tuyền hỏi trước đi Tuyền. Xong rồi đổi lại. Đọc câu hỏi đi. Đọc đi. Đọc đi em. Đúng rồi, tiếp theo. Không. Someone. Tháng trước ngày sau nha. Someone. Tháng trước ngày sau. In. Đừng đọc đừng đầu là gì đây? Đúng rồi. Đúng rồi. Hàn Quốc là năm tới tháng mới tới ngày. Cái tiếp. Rồi đổi vị trí cho nhau. Tiếp. Đó, e cúc cao đà. Rồi ok, bây giờ cô nhờ hai bạn nữa, xong rồi cô sẽ cho các bạn thêm đủ 15 câu, thêm 15 câu nữa rồi các bạn sẽ gì đây? Được nghe nha, được nghe người ta hỏi luôn chứ không phải là mình hỏi đây nha. Bây giờ cô mời bạn. Bây giờ cô quên tên, cô không biết là bạn nào, bây giờ cứ gọi trong danh sách đi. Mấy bạn cũ, học sinh cũ của cô thì cô nhớ, nhưng mà học sinh mới thì cô quên. Bây giờ cô có bạn Thúy Hằng và bạn Hằng Nga, có hai bạn này không ạ? Thúy Hằng và Hằng Nga. Rồi Thúy Hằng và Hằng Nga. Rồi luyện cho cô giống vậy xong đổi lại nha. Đọc từ từ cũng được. Bây giờ mình không cần đọc nhanh, đọc từ từ. Bây giờ mình luyện mà. Cứ từ từ cũng được. Đấy. Rồi hỏi trước đi. Ai hỏi trước cũng được.
Nạ ra. Ừ, đúng rồi, cứ hùng mẫu lên. Rồi, tiếp theo. Cứ hùng hổ lên càng ngày là tốt để tạo sự tự tin khi mình giao tiếp. Tiếp theo. Rồi. Rồi, tiếp theo. Rồi, e cút cây ni ta. Đó, ok. Khi trả lời mà được như thế này là ok nha. Rồi, bây giờ cô cho thêm 4 câu nữa. Các bạn sẽ luyện tiếp. Và bây giờ tí nữa mình sẽ luyện sau. Mình sẽ luyện nghe sau ha. Bây giờ những câu này ok ha. Đó. Đọc đi, đọc lại. Về nhà làm đi, làm lại. Nghe đi, nghe lại. Thế nào các bạn cũng phải nhớ. Bây giờ cô cho các bạn vài câu nữa. Những câu này cũng trong cái từ mới mà cô chọn ra cho các bạn hết. Thì trước khi cô giải thích cái cụm từ trước xong rồi các bạn liền sau ha. Bây giờ mình có đến câu là gì đây? Vào những ngày kỷ niệm thì là mình hát quốc ca rồi. Bây giờ tiếp tục câu số 5. Vậy cái này các bạn không chép nha. Như cô nói đấy, cái này là gì đây? Về nhà làm bài tập. Về nhà làm bài tập một lần nữa. À, bây giờ mình cô có này. Cái chữ nào mà nhìn không rõ cứ bảo cô viết lại nha. Tại vì cô viết nhanh đấy, đôi khi là gì đây? Cái bảng này nhỏ, cô viết nhanh rồi viết chữ nhỏ gộp lại đôi khi là gì đây các bạn không thấy. Đáng lẽ cái bảng này nó to to một tí để cô viết hết lên đây để cho các bạn một lần một cho mình to quá thì các bạn không thấy. Bạn nhớ trả lời cho phỏng vấn mình dùng đuôi im ni tà, im ni cá, im ni tà. Người ta sẽ hỏi mình xin ni tà quá thì tất tần tật các bạn phải trả lời là im ni tà hết, không được trả lời i a vô gì trong đây hết nha. Đó, ở đây
cô có hai câu chữ này các bạn, nó nhỏ quá thì tạm thời cô làm hai câu trước. Thứ nhất, mình có e cúc ca thì là ok rồi. E cúc ca là mình học rồi, từ vựng mình có e cúc ca là ok. Khi người ta hỏi đến e cúc ca và người ta có từ là gì đây? Nhìn trên một thoa xe trên cả chi, tức là từ đoạn 1 đến đoạn 4. Ca túc hà nương bù vun, cô có cho từ này là từ gì đây? Cái đoạn lặp lại hoặc là cái đoạn điệp khúc. Cái này mình học từ vựng rồi này, cô có cho từ vựng chỗ này này. Từ vựng chỗ này nó hơi khó, nên vì sao cô cho vào chỗ này? À, mình nghe cái e cúc ca nhưng mà không liên quan gì. Bây giờ nghe từ e cúc ca và phía sau và để ý là gì đây? Người ta nói là yên chân bồ thoát nhảy trên cả, nhảy trên cả chi. Ca túc hà nương bù vun. Mấy từ này mình học rồi đúng không? Ca túc hà nương bù vun là gì? Là cái đoạn lặp lại từ đoạn 1 tới 4 bồ thoát cả chi thì quá đơn giản, từ 1 tới 4 ok rồi. Bây giờ bắt từ nè. Người ta e cúc ca, bắt được từ e cúc ca từ 1 đoạn 4 và bắt được cái từ là gì đây? Ca túc hà nương bù vun là cái đoạn lặp lại. Mu ớt là cô ham này cá thì chỗ này không cần phải để ý nữa. Đó, mình có là gì đây? E cúc ca từ đoạn 1 đến đoạn và cái đoạn lặp lại thì phía sau người ta hỏi là gì là ok rồi, thì cái chỗ này cũng này không cần để ý nữa. Cho dù không nghe được cũng bắt được những từ này này. Bắt được những từ này này. Ok, là cái gì đây? Horiomimida là đoạn, à cái đoạn mà lặp đi lặp lại là cái đoạn gì? Cái đoạn điệp khúc. Cô cũng cho cái từ này là cái từ gì đây? Hulom. Đó. Hulom imnita là cái đoạn lặp điệp khúc. Nhưng bây giờ cô nhắc lại, trong từ vựng cái câu tiếp theo cô có cho là e cúc ca thì nãy giờ mình luyện quá thì e cúc ca quá thì quen thuộc, đó là gì đây? Đó là quốc ca. Nhưng mà bây giờ mình nghe thêm cái nữa, đó là từ đoạn 1 tới đoạn 4 và nghe thêm cái nữa là ca túp hà nương bù vun, đoạn cái đoạn lặp đi lặp lại đấy, lặp đi lặp lại. Người ta là gì đây, hỏi là mua ớt xem này cá thì tất nhiên mình học rồi, đó là gì đây? Hù giờ cái đoạn điệp khúc rồi. Đó, mình không nghe hết những từ nhưng mà bắt từ vựng thôi. Bắt từ những từ mình biết rồi. Cái gì mà lưng? Nói đi. À, hôm nay cô biết thiếu. Các bạn phải nhìn nghe, nhìn thiếu cái gì các bảo cô nghe. Bây giờ cô nhìn là phải thiếu thì hơi rung cu nha. À, đấy, hơi rung cu nha các bạn. Rồi tiếp theo, người ta nói tê hang minh gúc thì tê hang minh gúc quá quen thuộc với mình này. Tê hang minh gúc thì là gì? Đại hàng giang quốc thì để đó. Nhưng mà người ta bảo là sơn chinh hà nương, sang chinh hà nương cúc ca. Sang chinh hà nương cúc ca là gì đấy? Tượng trưng cái cúc ca. Cúc ca thì mình là cái quốc ca là quá quen thuộc rồi. Cái tượng trưng quốc ca này là cái đại hàn quốc, tượng trưng quốc ca, tượng trưng của đại hàn dân quốc là gì? Irum thì không cần phải nói hả? Irum thì quá quen thuộc là tên rồi, thì những cái đó mình biết rồi thì không cần phải nói nữa. Là những cái mình không biết là từ vựng, mình nắm trên từ vựng này. Sơn chinh hà nương quốc ca là gì đây? Quốc ca tượng trưng thì chỉ có thằng gì đây? The cực kỳ. À, chỉ có thằng kê cực kỳ thôi. Đó, cho nên là từ vựng mình nắm được cho từ vựng là sao? Đó là mình nắm từ khi mà mình không nghe được hết câu hỏi người ta, mình bắt từ thôi. Khi các bạn đi thi vấn đáp ai cũng thế, bắt từ. Đấy, mình đôi khi trong giao tiếp mình cũng thế mà, đôi khi nghe cả câu mình không hiểu, chỉ bắt từ trong đó là mình hiểu được 50% thôi. À, cả câu đôi khi người Hàn cũng nói, trong giao tiếp cũng thế. Đôi khi người Hàn nói cả câu mình không hiểu được hết nguyên nhân, nhưng cũng có thể hiểu được tầm 50 đến 80% là nhờ những từ vựng mình học trong đó. Thì bây giờ người ta hỏi dài như thế nào, thì bây giờ có tai tê hai mình gúc thì quá quen thuộc, nhưng mà người ta còn cái gì sang trên hai nước cúc ca nữa, biểu tượng tượng trưng nữa. À, nghe từ này để nắm biết là cái thằng nào rồi, là gì đây? Chỉ có thằng thê cúc kỳ để mà thôi. À, bây giờ cô cũng nhờ hai bạn làm hai câu này trước đi ha. Tại vì cái bạn này nhỏ, cho nên cô nhờ hai bạn làm hai cái câu này trước đi. Còn hai câu tiếp theo
À, tiếp tục hai câu tiếp theo nữa, cô giải thích từ vựng xong rồi, các bạn cũng luyện nữa. Rồi đến mình đến lượt nghe những câu này xong tiếp tục những câu tiếp nha. Bây giờ ơi. Cái gì? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cookie nha. Đó, các bạn nhìn thấy cái nào? Mà gì đây? Trên bảng cô viết đôi khi cô viết nhanh đấy, đôi khi là gì đây? À, nó sẽ gì đây? À, có những cái lỗi như thế này thì là gì đây? Các bạn nhìn nhìn mà các bạn có thấy sai chỗ nào hoặc là nhìn lạ chỗ nào các bạn cứ bảo cô nha. Đó, đôi khi trong viết cũng thế. À, hoặc là sai là chỗ nào cô sẽ chỉnh lại cho các bạn hết, nhầm ở chỗ nào đôi khi chưa viết bảng này viết nhanh quá. Rồi bây giờ cô cho các bạn mời các bạn hai bạn đọc tiếp nha. Bây giờ Bình với lại bạn bạn gì đây đó, bạn tin thì cô này, bạn có nick tên ti ti là bạn gì nhờ, ti 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 gì đó, bạn tên gì nhờ? Bình, cái nick mà tini 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 đấy, cô của cô người tên này mà không biết là tên gì này. Bình hay là Bình với Lương đi. Hai bạn đi. À, ai đọc trước cũng được, xong là gì đây? Đổi ngược lại. Ừ. Rồi. Rồi, đổi lại. Tiếp theo. À, thế cookie im nì đà đó, vào mà trả lời con gót như thế này là gì đây, được hấp cấp vậy nha. Từ từ còn rất là nhiều cái nữa nhưng mà mình luyện từ từ như cô nói đấy. 15 câu phải chắc 15 câu, 20 câu phải chắc 20 câu, 30 câu phải chắc 20 câu, thì trong vòng 3 tháng nó giống như một cái sơ cấp, nó giống như một cái sơ cấp 1. Ví dụ như các bạn học học ở chỗ cô này, sơ cấp 1 và sơ cấp 2 này, Lương chẳng hạn đi, thì khi học sơ cấp 1, sơ cấp 2 học xong rồi, trong vòng 2 tháng đến 3 tháng Lương được nắm bao nhiêu ở trong đó? À, Lương được nắm được tất cả các ngữ pháp và nắm được tất cả hầu như 50 đến 60% từ vựng. Thì cái này cũng như thế. À, trong cái chương trình nó cũng như thế. Mình hỏi đáp, hỏi đáp, hỏi đáp như thế. Thì thế nào các bạn cũng ok. Ok được. Rồi bây giờ cô cho hai câu nữa, xong rồi các bạn lặp lại, xong rồi mình đến phần nghe ha. Nghe xong được trả lời được ok rồi mình đi tiếp vài câu nữa. Bây giờ tiếp theo. À, các bạn phải to to một chút để cô gì đây. Ấy hết cho các bạn luôn. Câu hai này câu số mấy nhỉ? Đây câu số mấy à? 7 à? Cô vừa câu số 6 với 7. Quên. Ơi. Nào, các bạn thấy đúng không? Ok. Hơi nhỏ này. Bây giờ cô viết to lên một tí, cái nào không thấy thì cứ bảo cô nha. Và cô viết từ từ cho các bạn để dễ đọc hơn. Được chưa? Gì nhìn thấy được chưa bạn? Ờ, nhìn thấy được chưa em? À, cỡ này nhìn thấy được đúng không? To to cỡ này nhìn thấy được nha.
Đó, to hơn gì là ok. Con này hơi dài một tí nha, nhưng dài đó, như cô nói, đối với những câu dài như thế này thì làm sao mà nghe được hết đây, chỉ cần bắt từ thôi các bạn ạ. À, bây giờ mình luyện đi luyện lại có thể là nghe hết, nhưng mà đôi lúc lì đây bất chợt mình chỉ bắt từ được thôi. À, mình chỉ bắt từ những từ trong đây, ví dụ như cô cho những từ học đấy, các bạn chỉ bắt từ những từ trong đây, người ta hỏi quá dài đôi khi như thế. À, viết cái này to thì của các bạn này chỉ viết được hai câu. À, cái này là ca nha. Câu tiếp theo, ở chỗ nào em? Mô sơ đi. À, mô sơ đi nghe. Mô sơ đi. À, mô sơ đi đúng không? Mô sơ đi. Sơ nha. Sơ sơ sơ. Mô sơ đi. À, đấy, cái chữ nào mà không thấy cứ bảo cô chỉnh lại cho các bạn dễ đọc. Vâng, the cookie nha, the cookie nha. Đấy, cô cứ dùng cái từ the cookie nha. Rồi, ok, bây giờ trả lời. Cái này, cái câu này nó dài quá cho nên là bây giờ cô viết xuống đây nha. Cô viết xuống đây, nếu mà các bạn không nhìn thấy cô quay sẽ quay camera xuống đây. À, câu này câu số 6, câu số 7 này, cô câu số 7 quá. Rồi, bây giờ tiếp theo câu số 8. Không thấy cô sẽ quay camera xuống nha. Đây, cứ ngoáy thành the cookie.
bự cỡ này thấy được chưa các bạn? To cỡ này thấy được chưa? À, đã có chữ nào không thấy thì bảo cô nha. Ta viết to cái này, mai mốt cô sẽ viết to cái này cho bạn dễ thấy ha. Đôi khi mình nhìn lên mình dễ đọc không? À, đây là cô viết o lắm o, đôi khi tại vì cái khuyết điểm của cô là viết nhanh. À, những cái lớp mà viết như viết nhanh đó, cô học những cái lớp mà cơ bản đó, cô viết nhanh. Cho nên là đôi khi các bạn khó nhìn thấy. Rồi bây giờ ok nha, bây giờ cô giải thích cái từ vựng trong đây trước. Rồi xong các bạn hỏi. À, cũng vẫn hỏi như hồi nãy ha. Bây giờ mình có the cookie. À, mình có hinset. Hinset là màu trắng đấy. Hai dàn set bằng nhau đấy. Hinset và hai dàn set đều y chang nhau đấy. Đó. Và gì đây? Cái màu trắng mà ở cái thái cực ở giữa đấy, cái cờ đấy, cái cờ Hàn Quốc ấy, thì các bạn đã thấy gì đó. Nó giống như là cái phim mà cờ Hàn Quốc, thì bây giờ cô nói các bạn cũng đã hình dung được cái cờ Hàn Quốc như thế nào rồi. Đó, cái màu trắng mà cái vùng thái cực ở chính giữa đấy. Ở chính giữa đó là Khaonte, là chính giữa đấy. À Khaonte thì cái này thì cũng ok rồi. Cái này là ở giữa mình cũng ok rồi. Mình chủ yếu những cái từ mình chưa ghi sờ đến này. Là gì đây? The cực mùi văn. Đấy, cô hay ngoáy ngoáy thành the. Và cái môn văn. The cực môn văn là cái lưỡng và cái hình dạng mà ví dụ như cái lá cờ này nè, có màu trắng, nó có hình lưỡng cái dạng này đây, là cái lưỡng giữa hai bên này này. Đó, nó có bốn phía. Cờ Hàn Quốc nó giống như là mình xem phim Trung Quốc, những cái người ta gọi là phái gì nè, thường người ta gọi là cái phái gì mà hay phim Trung Quốc hay xem nè, tự nhiên cô không nhớ ra được. Tự nhiên quên mất cái phái Nami rồi cái phái gì để được. Tự nhiên cô quên mất rồi. Nó giống như là trong phim Trung Quốc mình nhìn thấy cái cờ, nó hình dáng cái cờ thì cô nói đấy, tất tần tật là các bạn quen thuộc hết rồi. Thì khi người ta nói the cookie và người ta nói hiên xét và người ta nói cái lưỡng cực và người ta nói đến những cái từ mà Khaonte, rồi tiếp tục the cấp môn nhân, à tù cô, à, những cái gì đang hoa văn tù cô giữa cái làn trắng và có cái bốn cái quẻ màu đen. Tham môn xét, à sa băng mô sa đi, và tiếp tục là gì đây? À cái cám mương xét màu đen, cái bốn quẻ ở giữa cái màu đen. Cái cờ này bây giờ phải có cái cờ để cô diễn tả cho nó hợp lý hơn. À nhưng mà bây giờ sau này các bạn nhìn cái cờ lại là các bạn thấy nha. À cái cờ đấy thác cực, có thác cực lưỡng văn ở giữa hai nền trắng và có bốn quẻ cái nền màu đen trên bốn góc. À bốn quẻ cái nền màu đen trên bốn góc này. Sa khoe là bốn góc. Tù cô là người ta gì đây? Tu tà là người ta để đi. Tu tà là để, đặt để tu tà đấy. Và tên của bốn cái quẻ đấy nó có nghĩa như thế nào? À, thì bây giờ câu này rất là dài luôn. Bây giờ người ta hỏi dài như thế, mình bây giờ mình học thuộc mình cũng không nhớ nổi. Bây giờ mình có học thuộc không nhớ nổi. Bây giờ bắt từ thôi các bạn. Bắt từ như thế nào đây? The cookie, mà the cookie là phía sau nó là cái gì? Hà nãy là sang chinh hay là cái gì đó biểu tượng tượng trưng hay là gì đó thì nó khác. Còn cái này người ta thay cookie nhưng mà người ta nói thêm là có huyên xét này. À, bắt từ nha. Khaonte này. À, những cái từ đơn giản có thể bắt được. Hoặc là gì đây? Thê cức muôn văn này, cái lưỡng cực này, hoặc là gì đây? Khâm mừng xét ê xa khoe. Là gì đây? Cái lưỡng cực màu đen giữa cái bốn phía đó. Thì ở bốn phía đó người ta gọi là cái gì? Đó, bây giờ câu có dài như thế nào đi chăng nữa. Bây giờ cái tờ này, à, cái cờ này màu trắng, màu đen, lưỡng cực ở dưới. Đó, mình bắt những từ đó. Thì chỉ có đáp án là gì đây? Sa khoe là bốn quẻ. Thì chỉ có đáp án là gì đây? Cơm này, con này, cam này, ri này, trời này, đất này. Và cái gì đây? Cam là gì đây? Nước này và lửa này. Trời đất, nước, lửa này. Đó. Bốn cái quẻ nó tượng trưng. Một cái quẻ là cơn, mang nghĩa là trời.
con mang nghĩa là đắt, tăng là đắt hết. Và gì đây? Cam là mưa nước, và ri là lửa. Khôn nha con nào, ri là khôn nha, cô biết là thành chữ muôn đó. À, người ta hỏi cái câu dài như thế nào đi chăng nữa, mình bây giờ mình phải làm sao đây, mình phải làm sao đây để mình trả lời cho đúng đây, thì cứ cần những bắt những cái từ đó là ok rồi. Nó có từ nào không có cái câu hỏi nào mà trên lá cờ có bốn quẻ cái hình màu trắng hay hình màu đen gì đó, bây giờ hình màu trắng là màu đen, cái lưỡng cực giữa quẻ thì chỉ có cái đáp án là gì đây, bốn quẻ thì chỉ có bốn quẻ này thôi, là bốn quẻ gì? Cơn con cam đi gì mi ta. À, và người ta kêu the cookie sa khỏe y mi nâng mùa xâm lý cá. Bây giờ bắt từ nào đây? The cookie là quá quen thuộc rồi, the cookie còn và bốn ở dưới đúng không, thấy chưa ok chưa, rồi đó. Thì bây giờ nắm thêm một cái nè, theo cookie nè, và còn là bốn quẻ, và còn cái imi này nữa. Imi là ý nghĩa đó. Đó, cho nên bây giờ là gì đây? Mình nghe thấy theo cookie này, mình nghe thấy bốn quẻ nè, và còn nhấn mạnh cái imi nữa, ý nghĩa. Thì câu trả lời của mình chỉ còn là con nên là hà nâng, con nên là tăng, và gì đây? Cảm ơn là moon, và gì đây? Ri là gì? Ri nên là pearl yinida. Đó, cho nên là ở đây khi mình bắt được cái từ rồi thì mình gì đây, trả lời luôn, bắt được từ trả lời luôn. Bây giờ người ta hỏi nhiều quá mình đâu có biết, như cái chỗ này nè, bây giờ bắt từ chủ yếu dễ dàng nhất là thay cookie là ok rồi, màu đen màu trắng và ở chính giữa lưỡng cực đó là ok, là cái chỉ còn đáp án này thì không phải lá nào hết liên quan đến lá cờ mà màu trắng màu đen mà ở dưới lưỡng cực đi, nghe như thế là chỉ bắt được cái từ chỉ có đáp án này thôi. À, là bốn vẻ nó mang tượng trưng là con cảm đi. À, cho nên là gì đây, đó là cái giải thích mà vì sao cô cho các bạn tìm hiểu từ vựng trước, vì sao các bạn không cần phải học thuộc cũng được những cái từ vựng đó. Đôi khi các bạn nói học từ vựng khó học quá, đôi khi quên, nhưng mà phải học để cho biết, để khi nào trong tình huống mình cấp bách quá mình không nghe được cái câu người ta hỏi thì mình bắt từ, bắt những từ mình đã học, mình đã đọc qua, mình đã biết, mình nhớ mãi mãi là cái gì này. À, bắt từ và mình nhớ được cái đáp án luôn. À, cho nên là ở đây là trong cái chương trình luyện, cho nên các bạn đi từ từ không cần phải gấp cũng được, cứ từ từ thôi. Chủ yếu là mình nhớ lâu, mình nhớ dài, và chủ yếu cái quan trọng là thấm, nghe nhiều biết thấm. À, thấm trong người luôn đấy, chứ không phải các bạn sau này cho dù các bạn thi quốc tịch đổ rồi, các bạn bây giờ ai nhắc đến các bạn vẫn còn nhớ luôn. Đó là để nó thấm luôn à. Để cho nên luyện khi nào mà nó thấm vào là ok. À, là cái mình có đủ tự tin để đi thi. Thì bây giờ hai bạn, cô cũng nhờ hai bạn này đọc đi và đổi lại cho nhau, một bạn với vai trò là người hỏi, một bạn với vai trò là trả lời. Xong rồi cô sẽ mở bất kỳ một câu nào, cô sẽ gọi tên bạn nào trả lời, nghe người ta nói và trả lời nha. Trong những cái câu này nha, nãy giờ luyện 8 câu rồi đấy, cô sẽ bật bất kỳ cái câu nào các bạn trả lời cho cô nha, chính xác hay không chính xác thì để một tí đi kiểm tra.